chào đón thành viên thứ 7 câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam. And next up, Vietnam Bank for Industry and Trade Club, Vietnam Club. Và đội thứ 8 tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV 9 Bình Điền đó là câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. And our athletes, VTV Bình Điền Long An Club. Và cùng chào đón những thành viên của tổ trọng tài. Last but not least, please welcome the referee group. Cùng chào đón thành viên thứ 7 câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam. And next up, Vietnam Bank for Industry and Trade Club, Vietnam Club. Thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay nữa chào đón 8 tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp cùng tham dự lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV 9 Bình Điền Long An năm 2019 hôm nay. VTV Bình Điền Long An Club. Welcome our A participating to the opening ceremony, the 15th International Women's Volleyball Tournament 2019. Và chúng ta cũng vừa thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Lê Giang, Kiên Giang quê mình đẹp lắm và Duy Hải trái tim thể thao. Qua phần trình bày của những chàng trai của V-Music và G-Sai cùng với vũ đoàn Lily. Xin được cảm ơn tất cả các vũ đoàn rất là nhiều và cảm ơn hàng ngàn khán giả đã có mặt từ nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh Kiên Giang cùng đến với lễ khai mạc giải bóng chuyền VTV Bình Điền Long An 2019. Ngay sau đây thì Hồng Phúc và Bích Ngân sẽ được kính mời tất cả quý vị đại biểu, quý vị và cùng chào đón những thành viên của tổ trọng tài. Chào cờ, chào. Việt Nam đi, chung lòng cờ cuốn, bước chân dồn vang trên đường thắm đến xa. Cờ in bao chiến thắng lòng hồn nước, dùng loài xa chen không còn ai ca. Đường vinh quang xây quý vị đại biểu, quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, như vậy chúng ta đang cùng đến với lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV 9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019. Có thể nói từ vùng biển miền Trung Quảng Nam với nhiều di sản văn hóa nổi tiếng của mùa giải lần thứ 12. Năm nay thì giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV 9 Bình Điền mùa thứ 13 đã trở lại với miền biển Tây Nam Kiên Giang, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nhiều thắng cảnh du lịch nổi bật của khu vực đồng bằng sông Cửu Long từng được ca ngợi vẻ đẹp với Hà Tiên, Thập Vịnh. Ladies and gentlemen, from the 12th edition in the central beachland of Quảng Nam with famous cultural heritage, this year, the 13th International Women's Volleyball Tournament, VTV 9 Bình Điền Cup 2019, returns to the southwest beach, Kiên Giang, the land of cultural tradition, with famous landscape in the Cổ Long Delta River with Hà Tiên Bay. Kính thưa quý vị, và ngay sau buổi khai mạc hôm nay thì khán giả truyền hình cả nước sẽ được sống trong bầu không khí thể thao với màn thể hiện của hơn 100 vận động viên nữ tài năng, xinh đẹp đến từ châu Mỹ, châu Á và Việt Nam sẽ cùng tranh tài trong 20 trận đấu sôi nổi và vô cùng đẹp mắt. After this opening ceremony, volleyball fans in the whole country will live in the sports atmosphere with the performance of more than 100 talented and beautiful players from America, Asia, and our beloved country, Vietnam, to compete in 20 exciting matches. With the warmly welcome and good cooperation from Kiên Giang province and hospitality, love for sports from Kiên Giang spectators in particular and volleyball fans all over the country, the 13th International Women's Volleyball Tournament
to be held in Kiên Giang will be great success for sure. Và được sự đón nhận nhiệt tình của tỉnh Kiên Giang cùng với tình cảm nồng ấm, tinh thần mến khách, tình yêu thể thao của khán giả Kiên Giang nói riêng và khán giả cả nước nói chung, giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang tươi đẹp chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Thưa quý vị và các bạn, và giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang sẽ có 20 trận đấu của 4 đội bóng mạnh từ các châu lục là U23 Thái Lan, câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc, câu lạc bộ PAB USA, câu lạc bộ Nam Kinh Trung Quốc tranh tài cùng với 4 câu lạc bộ hàng đầu quốc gia là VTV Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt Postbank, Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Hóa chất Đức Giang. Ladies and gentlemen, the 13th International Women's Volleyball Tournament 2019 in Kiên Giang includes 20 matches of 4 foreign teams from 2 continents, which is U23 Thailand, Sichuan Club China, Team PIP USA, Nanjing University China. Và một tuần tranh tài sắp tới đây thì giải sẽ là một tuần của lễ hội thể thao văn hóa, góp phần tô điểm cho đời sống tinh thần của vùng đất Kiên Giang đang phát triển từ ngày. Và đến tham dự lễ khai mạc hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Trung tướng Phạm Tuân, anh hùng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng. To present at this opening ceremony, we would like to introduce Mr. Phạm Tuân. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Thanh Lam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam. Mr. Đỗ Thanh Lam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang. We would like to introduce Mr. Nguyễn Thanh Nghị, Member of Central Party, Provincial Party Secretary, Head of National Assembly Member of Kiên Giang Province. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Please welcome Mrs. Đặng Tuyết Em, Provincial Standing Deputy Secretary, Chairwoman of the Provincial People's Committee. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Tổ chức địa phương. And Mr. Đỗ Thanh Bình, Member of Provincial Standing Committee, Vice President of Kiên Giang Province, Chairman of the Local Organizing Committee. Và đến tham dự lễ khai mạc hôm nay còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Kiên Giang và còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang. We also welcome former leaders of Kiên Giang Province, Provincial Standing Committee members, People's Committee leaders, People Cultural leaders, and the leaders from relevant agency in Kiên Giang Province. Xin được trân trọng chỉ là lãnh đạo các ban của Đài Truyền hình Việt Nam. Mr. Ngô Trung Hậu, Deputy Director of VTV9 Channel and the leaders of Vietnam Television's departments. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. And Mr. Nguyễn Thành Lâm, Vice President of Volleyball Federation of Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Trí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức giải. Mr. Lê Trí Trường, General Secretary, Volleyball Federation of Vietnam, Vice Chairman of the Organizing Committee. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. And Mr. Nguyễn Gia Tường, General Director of Vietnam Chemical Corporation. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Please welcome Mr. Ngô Văn Đông, General Manager, Bình Điền Fertilizer Joint Stock Company. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Tấn Sơn, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Mr. Trần Tuấn Sơn, Financial Controller, Bình Điền Fertilizer Joint Stock Company. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Tâm, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức giải. And Mr. Phan Văn Tâm. Cùng với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương và đông đảo khán giả hâm mộ của tỉnh Kiên Giang, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, một lần nữa xin được chào đón tất cả các khán giả đã dành thời gian quý báu đến với lễ khai mạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Tổ chức địa phương lên phát biểu. Xin kính mời ông. And now we have the honor to invite Mr. Đỗ Thanh Bình, Provincial Standing Committee Member, Vice President of Kiên Giang Province, Chairman of the Local Organizing Committee to make the welcome speech.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa toàn thể quý đại biểu, hôm nay tỉnh Kiên Giang rất vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương, quý đại biểu, quý vị khách quý đại diện cho Sở Văn hóa Thông tin, Sở Du lịch các tỉnh thành, quý khán giả và các đội bóng chuyền nữ về tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 tại tỉnh Kiên Giang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, ban tổ chức địa phương xin gửi đến các đồng chí lời chào mừng, lời chúc tốt đẹp nhất. Dear leaders, dear our delegates, ladies and gentlemen, Kiên Giang province is very happy to welcome the state leaders, distinguished guests, spectators and participating teams to the 13th International Women's Volleyball Tournament, VTV9 Bình Điền Cup 2019 in Kiên Giang province. On behalf of Kiên Giang Province Leader, Local Organizing Committee, I would like to express our warm welcome and best wishes to all of you. Kính thưa quý đại biểu, Kiên Giang là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, diện tích 6.348 km2, dân số trên 1,7 triệu người, gồm 3 dân tộc, Kinh, Hoa và Khmer. Đường biên giới đất liền tiếp giáp với Campuchia dài 56,8 km, vùng biển rộng khoảng 63.000 km2, tiếp giáp với các vùng biển các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Hệ thống sông suối, rừng núi, biển đảo với trên 140 đảo lớn nhỏ, 56 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được công nhận là điều kiện thuận lợi cho tỉnh Kiên Giang mở rộng hợp tác kinh tế, kết nối, giao lưu phát triển văn hóa, thể thao, du lịch với các nước trong khu vực. Kiên Giang is one of the Mekong Delta River province with more than 1.7 million people, most of them are Kinh, Hoa and Khmer. Kiên Giang has the border with Cambodia and the beach connect with Thailand, Malaysia. There are many rivers, streams, mountains and more than 140 islands, 56 historical remains and landscape, which bring more chance for Kiên Giang to develop the economic, cultural, sport and tourism cooperation with the countries in the region. Năm 2018, tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 7,51%, đạt khá trong khu vực. Khách du lịch đạt 7,62 triệu lượt, tăng 25,53% so với năm 2017. Trong đó, khách quốc tế đạt 580.000 lượt người, tăng 57,52%, tập trung tại các vùng du lịch trọng điểm như Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Hải. Phong trào thể dục thể thao của tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua luôn được duy trì và có bước phát triển trên một số lĩnh vực như thể dục, thể thao trong cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, một số môn thể thao truyền thống dân tộc như đua ghe ngo, đua truyền thống, các môn thể thao thành tích cao như cờ vua, quyền anh, cử tạ, quần vợt, bóng chuyền bãi biển đã góp phần vào việc nâng cao thể lực và tầm vóc của người dân Kiên Giang. Kiên Giang sports movement is keeping forward and developing in some parts as sport indoor offices, school, military force, the traditional typical sport of Kiên Giang such as sailing boat, chess, boxing, waiting, tennis, beach volleyball. Also have to improve the physical strength and stature of the province people. Năm 2019, Kiên Giang được chọn đăng cai tổ chức giải bóng chuyền nữ Cúp Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền. Đây là giải đấu lớn do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thống nhất phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức từ
từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019 với sự tham dự của 8 đội gồm 4 đội nữ quốc tế, câu lạc bộ Bíp Hoa Kỳ, câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc, Đại học Nam Kinh Trung Quốc và tuyển U3 Thái Lan và 4 đội nữ trong nước VTV Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt Phát Banh, Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Hóa chất Đức Giang. Giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang với sức chứa 3.000 chỗ ngồi. Thông qua giải đấu lần này, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà, trong đó có bộ môn bóng chuyền, đồng thời là để dịp để tỉnh Kiên Giang giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người địa phương đến cộng đồng, bạn bè trong và ngoài nước. In 2019, Kiên Giang has great honor to host the 13th International Women's Volleyball Tournament, VTV9 Bình Điền Cup 2019. This is a very important tournament organized by Vietnam Television, Ho Chi Minh City Station, Bình Điền Fertilizer Joint Stock Company, Volleyball Federation of Vietnam and Kiên Giang Province. The tournament includes 8 participating teams will be held in 3,000-seat competition hall of Kiên Giang on May 11 to 19. This is a good chance for Kiên Giang to introduce the province landscape and people to the friends in and out of the country. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức địa phương, tôi cảm ơn các đội bóng chuyền trong và ngoài nước đã không ngại đường xa xa xôi nhận lời đến tỉnh Kiên Giang tham gia thi đấu. Chúc ban huấn luyện và thành viên các đội bóng nhiều sức khỏe thi đấu thành công tại giải lần này, cũng như chúc các bạn có khoảng thời gian lưu lại Kiên Giang đầy ấn tượng và nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là trong những ngày ở thành phố biển Rạch Giá. Once again, on behalf of Kiên Giang Province leaders, local organizing committee, I would like to express our sincere thanks to all the participating team. I wish you good health, good success in the tournament and have a pleasant stay in Rạch Giá Beach City. Cảm ơn Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh trong công tác tổ chức giải. Cảm ơn sự đồng hành chung tay của công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đơn vị tài trợ chính của giải. Cảm ơn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ, hưởng ứng và tài trợ cho giải. Thanks to Vietnam Television, Ho Chi Minh City Station and Volleyball Federation of Vietnam for your cooperation in organizing the tournament. Special thanks to Bình Điền Fertilizer, Joy Stock Company, the main sponsor. We would like to thank the organizations, individuals, enterprises from Kiên Giang for your support of the tournament. Xin chân thành cảm ơn quý đại biểu, quý khán giả đã đến tham dự lễ khai mạc và xem thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 tại tỉnh Kiên Giang. Chúc giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 được tổ chức thành công tốt đẹp tại Kiên Giang. Thank you very much to all the distinguished guests and spectators for your presence here in this opening ceremony. I wish the 13th International Women's Volleyball Tournament, VTV9 Bình Điền Cup 2019, the great success. Thank you. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban tổ chức giải địa phương. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền, là nhà tài trợ chính cũng là đơn vị đồng tổ chức giải, sẽ lên phát biểu. Xin được kính mời ông Ngô Văn Đông. Now please welcome Mr. Ngô Văn Đông, the main sponsor, to give a speech. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, đại biểu, khách quý, kính thưa lãnh đạo cùng các vận động viên, các đội về tham dự giải, kính thưa các quý vị khán giả và người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước. Distinguished guest leader, team officer and player of the participating teams, volleyball fans all over the country. Trước hết, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần phân bón Bình Điền, thương hiệu phân bón Đầu Châu,
xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý và người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc giải bóng chuyền nửa quốc tế Cúp VTV 9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 thành công tốt đẹp. First of all, on behalf of the Board of Directors, Management and all staffs of Binding Fertilizer Joy Stock Company, Buffalo Head Brand, I would like to send our best wishes for the good health, happiness, and success to all of you. I wish the 13th VTV9 Binding International Women's Volleyball Tournament 2019 the best success. Kính thưa quý vị, giải đấu lần thứ 13 được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, miền đất với bề dày truyền thống cách mạng, với con người chân chất, hiền hòa và mến khách, giàu tình yêu thể thao và đặc biệt là môn bóng chuyền nữ. Ladies and gentlemen, the 13th edition of the VTV9 Binding Cup is organizing in Kiên Giang, a brave land with a long traditional revolution and heroic history, a sunny and windy land with sincere, gentle, hospitable people. They give their full love to sport, especially to women's volleyball competition. Với mong muốn được phục vụ nhân dân tỉnh nhà nói riêng và người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước những trận đấu đỉnh cao của các câu lạc bộ hàng đầu trong khu vực, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay, những pha bóng đẹp và qua đó tạo điều kiện cho các vận động viên nước nhà giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các vận động viên bóng chuyền đỉnh cao. With the willing to bring the most exciting volleyball matches of the top local clubs and foreign teams to serve province people and volleyball fans in the whole country, we will try our best with the highest responsibility to organize the tournament successfully, to express our gratitude to the hospital people of Kiên Giang as well as volleyball fans in the whole country. Vì vậy, việc tổ chức thành công giải đấu lần này vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, là sự tri ân của chúng ta đối với mảnh đất và con người Kiên Giang mến khách cũng như người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước. Với nhiệm vụ là đơn vị đồng tổ chức và là nhà tài trợ chính của giải, Công ty Cổ phần Phân phối Bình Điền sẽ hết sức phối hợp với ban tổ chức và địa phương đăng cai trong công tác tổ chức và điều hành giải, góp phần làm cho giải đấu của chúng ta thành công tốt đẹp. Being the co-organizer and the main sponsor of the tournament, Binding Fertilizer Joy Stock Company will try our best, cooperate well with the organizing committee and the local host in operating the tournament, bringing the great success for our tournament. Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước và xin chúc các đội bóng thi đấu với tinh thần đoàn kết, hiệu nghị và cống hiến. Xin trân trọng cảm ơn. We wish good health to all distinguished guests and volleyball fans. We wish the teams to play well in the spirit of solidarity, friendship and fair play, bringing good games and exciting moments to all volleyball fans. Thank you so much. Xin được trân trọng cảm ơn ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bóng Bình Điền, cũng là nhà tài trợ chính của đơn vị đồng tổ chức giải. Thưa quý vị, nhân dịp giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 được tổ chức tại Kiên Giang, Công ty Cổ phần Phân bóng Bình Điền sẽ trao tặng số tiền là 250 triệu đồng đến Hội Khuyết học và của tỉnh Kiên Giang và 1 tỷ đồng để xây dựng các mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay sau đây chúng tôi xin được kính mời ông Trần Tấn Sơn, Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Phân bóng Bình Điền sẽ lên trao bản tiền tượng trưng cho Hội Khuyết học tỉnh Kiên Giang. Và xin được kính mời ông Đỗ Mạnh Đông, Phó Chủ tịch Hội Khuyết học tỉnh Kiên Giang sẽ lên nhận bản tiền tượng trưng tấm lòng của Công ty Cổ phần Phân bóng Bình Điền. Xin được kính mời ông Đỗ Mạnh Đông. Please come to the stage, our delegates. Một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm từ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và xin được cảm ơn ông Đỗ Minh Đông, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ lên trao bản tiền tượng trưng để xây dựng các mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. Và xin kính mời ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức địa phương sẽ lên nhận bản tiền tượng trưng.
lần nữa xin được cảm ơn tấm lòng của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và xin được cảm ơn ông Đỗ Thanh Bình. Kính thưa quý vị, và bây giờ là giây phút chúng ta chờ đợi nhất. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Lâm Tư, giám đốc kênh truyền hình quốc gia VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam, giám đốc trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức giải, sẽ lên tuyên bố khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019. Xin được trân trọng kính mời nhà báo Lâm Tư. So please welcome to the stage Mr. Lâm Tư to have the opening speech. Tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chúc cho giải của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Now I plan to open the 13th VTV9 Bình Điền International Women's Volleyball Tournament 2019. So I wish the tournament on the success. Thank you. Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Lâm Tư. Và ngay sau đây thì ban tổ chức như tỉnh Kiên Giang sẽ tặng hoa, cờ lưu niệm và linh vật cho tổ trọng tài cùng với các vận động viên của 8 đội tuyển có mặt ở giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin được kính mời ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban tổ chức giải địa phương. Xin được kính mời nhà báo Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính mời nhà báo Lâm Tư, giám đốc kênh truyền hình quốc gia VTV9, giám đốc trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức giải. Xin được kính mời ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Xin được kính mời ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Phó ban tổ chức giải. Xin kính mời ông Nguyễn Gia Tường, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Xin kính mời ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ cùng lên trao hoa kỷ niệm chương và linh vật cho các tổ trọng tài cũng như các vận động viên tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 năm nay. We would like to invite our delegates to the stage, give flower and souvenir for all the participating teams. Tôi xin kính mời quý vị lãnh đạo sẽ đứng lại chụp hình lưu niệm với các tổ trọng tài cũng như các vận động viên đang nở những nụ cười tươi tắn để chào đón những trận đấu cho lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 năm nay. Vâng, một lần nữa xin hãy giao một tràng pháo tay để cùng chúc mừng các vận động viên, tổ trọng tài cũng như những bó hoa tươi thắm, những linh vật, những kỷ niệm chương cho các vận động viên tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền. Xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa hai đội là VTV Bình Điền Long An và Nam Kinh Trung Quốc trong vài phút nữa thưa quý vị. Thứ 3 giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 Bình Điền đã đến với tất cả các cổ động viên của các nước. Và trải qua 12 lần diễn ra thành công, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem hình ảnh tập luyện của các vận động viên trước thềm của mùa giải lần thứ 13 năm 2019 như thế nào qua phóng sự ngay sau đây nhé. And now please look on the screen and welcome to the image story from tournament. Tổ chức người ta rất ham mộ dữ lắm, tất cả người ta bỏ công việc để dự cho này luôn. Có tổ chức là chúng ta ở sân thì như trận bữa nay là tổ chức rất đẹp và đánh rất hay. Cũng vô kìa, có được chất hoài thì thường hoài thì cũng được, tổ chức hoài cũng được. Có lẽ là điều tất cả khán giả hâm mộ cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền mong mỏi. Điều đó là hiển nhiên, vì mỗi mùa giải đi qua, dù ở bất cứ địa phương nào,
các đội bóng hàng đầu trong nước và các đội khách mời quốc tế đã cống hiến những trận cầu kịch tính nhất. Hấp dẫn từ trận khai mạc cho đến trận chung kết, cúp VTV9 Bình Điền đã tạo nên ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. 12 mùa giải đi qua nhiều địa phương trên cả nước, từ Nam ra Bắc, từ Long An, Hậu Giang cho đến Ninh Bình, từ Tây Nguyên bạt ngàn với tình yêu bóng chuyền sâu đậm, cho đến các tỉnh miền Trung nắng gió như Quảng Nam, Quảng Trị. Cúp VTV9 Bình Điền đã trở thành ngày hội, nơi người dân trực tiếp được theo dõi những trận so tài đỉnh cao, hòa vào bầu không khí thể thao sôi động, được ban tổ chức chăm chút từ những điều nhỏ nhất. Vì khán giả, ban tổ chức cùng địa phương đăng cai luôn hoàn tất khâu chuẩn bị chu đáo nhất, làm sao để người hâm mộ khi đến sân theo dõi các trận đấu được đảm bảo an toàn, được thưởng thức trận đấu trong điều kiện tốt nhất. Vì khán giả, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng mang đến những hình ảnh đẹp nhất từ buổi lễ khai mạc cho đến từng trận đấu để người hâm mộ bóng chuyền cả nước không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của các vận động viên mà họ yêu mến. 12 mùa giải đã qua, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền đã để lại những ấn tượng không thể nào quên. Ấn tượng với khán giả thể hiện trong những ánh mắt say sưa theo dõi, những tràng pháo tay hoan hô không dứt. Ấn tượng với vận động viên được thể hiện trong công tác tiếp đón, tổ chức chu trong những hoạt động bên lề giải đấu. Không chỉ so tài trên sân, các vận động viên tham dự Cúp VTV9 Bình Điền còn được giao lưu, tham quan nhiều danh lam thắng cảnh gắn liền với địa phương đăng cai. Ngày hội thể thao nhưng gắn liền với văn hóa, vận động viên tham gia giải được thưởng